Chào mừng em đến với kênh của mình. Thì hôm nay tôi sẽ tiếp tục đến với tab Grab. Trong cái thời gian mà mình không làm clip thì mình đã có làm thêm mấy cái này đây. Đây. Mình nâng map mấy cái nhà để làm cây vàng này. Đây. Hiện tại mình đang có 87 cây vàng. Đấy. Giờ chúng ta sẽ tiến qua vùng đất mới nha. Đây. Giống như sa mạc á. Mình thấy có cây xương rồng nè. Mở luôn đây. Cây xương rồng luôn. Chủng cây xương rồng luôn. Bây giờ làm gì nữa đây? Nhiệm vụ nó cho mình là 600 cái cây nè. Đây, tập 600 cái nè. Ok, xong nhiệm vụ nha. Được 3 cái len, 20 cái bọc than. Bọc than đây. Ok, xong vụ rồi nha. 3 cây súng nữa. Mình đang thiếu một thang. Ok. Mình đã nâng max level mấy cái dụng cụ đây rồi nha. Đây. Max level nha. Nói chung là mình nâng max hết rồi, chỉ có cái xô này là không nâng được thôi. Còn lại mình nâng max hết rồi. Một ca đá. Ok, tiếp tục cày thôi. Nhiệm vụ tiếp theo là cái xương gồng này nó rớt ra gai hả? Mình quay về cái đảo này nè. Giờ thằng Bino bay rồi anh em. Mình mát hết mấy cái này luôn. Mình qua bên đây mình farm thêm cái đó. Do mình đang sử dụng cái X2 này nè nha. Đấy, bởi vì nó mới hiện lên cái X2 đó đó. Ok, trở về đảo thôi. Nâng map cái này luôn nha. Ôi, tốt phải. Đây, anh em thấy nó chuyển không? Đấy, rất là nhanh nha. Nâng map 20 nó phải khác. Đấy. Táo mình cũng dư luôn rồi. Chế tạo một cái này nha. Ôi chết, lắc rồi. Không phải chế tạo cái này. 140 cây hammer với 2K3, cái này mới đủ. Cái này
nông rồi. Mình chỉ thiếu 2K3 cái cục này nữa thôi. Nó được 600 rồi. Trong thời gian đợi nó thì mình sẽ qua mình farm thêm mấy cái xương rồng. Có gì lúc cần không có. Được 800 rồi. Hẹn gặp lại anh em khi mà nó đã được 2K3 cái cục chì hay cục than này nha. Ok, đó thì nó đủ 2K3 rồi nha. Mình sẽ chế tạo luôn. À, khoan. Qua cái map mới để coi nó có đặt vào cái map mới được không nè. Ôi, nó đặt được luôn nè. Mình đặt ở đây luôn nha. Nó đừng có chiếm cái diện tích ở bên cái kia. Lấy cái này nó hơi lâu quá nha. À, không sao, dù sao mình cũng xong nhiệm vụ rồi. Tiếp theo là phải mua 10 cái sắt gì đây nè. Cái này đào gót, đào vàng đi. À đúng rồi đào vàng. À sức cũ hả anh em? Xong vụ rồi nha. Tiếp theo là mua một cái xẻng. Đây. Cần 35 cái xẻng. Cái xẻng này chắc mình sẽ đặt ở bên cái map mới luôn. Đây luôn nha. Mua 6 cái đồ chặt gỗ. Đây. Mình thiếu gỗ rồi đó, làm đi. Ba cái nữa.
trái dừa hả? Trái dừa mình làm bằng cái gì? Búa hả? Thì ra chặt dừa nó sẽ kết cái trái dừa. Cái 1k nè. Mình mới có 110 trái dừa thôi. Ôi ôi, nó lâu dã man. Cái này mình chả biết nó đào cái gì nữa nè. Mình đang đẩy lên thử coi làm sao. Ôi, nó đào lâu dã man anh em. Hết cây dừa rồi. Cái này chắc mình bỏ đi quá. Rồi, ok. Nhưng mà để thì nó chặt chỗ lắm. Để mình coi cái ông này ông đào cái gì mà lâu dã man thiệt. Để chỉ sẵn chặt thêm dừa. Mẹ cũng chưa xong nữa. Ý là cái speed 20 rồi đó nha. À, sắp xong rồi, sắp xong rồi. Mình đào chua lũa bên cái đảo sa mạc này luôn rồi. Để mình coi ông này ông đào cái gì mà lâu dữ à. Anh em có thể xả nha. Em có thể xả tới cái khúc mà ông này đào xong này. À, sắp xong rồi, sắp xong rồi. Đây. Có phần chết. À. Thì ra là đào cái gương. Mình còn tưởng đào cái gì anh em. Ôi ôi. Thì chắc có lẽ là clip tới đây là kết thúc nha. Rất cảm ơn anh em đã xem clip. Chúc anh em có một ngày tốt lành và thật nhiều may mắn. Ok, bye bye.